Tại Tô phủ, Tam tiểu thư lại mất tích khiến đại tiểu thư Tô Viễn Đại lo lắng không thôi, bèn cho người đi tìm, sợ muội muội lại gây ra chuyện gì đó trước khi ba vị vương gia đến dự tiệc. Còn Tam tiểu thư Tô Hướng Vãn thì đang trốn một bên chờ nam chính đến Tô phủ dự tiệc, dự định mau chóng gặp người ấy. Ngay khi Lâm Vương Triệu Xương lăng tới, bà trẻ lập tức phi ra như một cơn gió, giả vờ ngã rồi xà vào lòng nam nhân. Lúc rời đi còn không quên cố tình làm rơi khăn tay, bắt hoàng tử Triệu Dĩnh Hòa đi ngang qua bị phong thái của Tô Hướng Vãn thu hút sự chú ý. Đây đã là ngày thứ ba Hướng Vãn xuyên vào kịch bản rồi, không thể kéo dài hơn nữa, thế nên hôm nay cô nàng đã bày mưu để Lâm Vương rơi xuống nước, rồi diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng khiến vương gia phải rơi vào biển tình của mình. Từ đó mới có thể mau chóng đến tập cuối trở về thế giới hiện thực. Mặc dù xảy ra chút lỗi nhỏ nhưng bà trẻ thành công cứu được người rồi, mọi tội người đó lại không phải là Triệu Lăng Xương. Thôi kệ vậy, cứu người gấp hơn Hướng Vãn bèn cấp cứu hô hấp nhân tạo, ai dè lại bị đối phương bóp cỏ. Dục vọng sinh tồn mãnh liệt kích thích cô nàng nhanh tay cầm hòn đá ở bên cạnh phang vào đầu của người trước mặt. Hôm sau tại Vãn Các, Tô Hướng Vãn ngồi trầm tư suy nghĩ không biết tên nam nhân vô ơn hôm qua mình cứu là ai. Đúng lúc ấy hai tỷ nữ Hồng Ngọc và Thúy Ngọc xông vào báo lão phu nhân gọi cô nàng qua đó một chuyến. Nghe nói tối qua lúc dự vương đang dự tiệc trong phủ thì gặp phải thích khách nên muốn điều tra nữ quyến. Bây giờ Hướng Vãn mới nhận ra tên vô ơn mình cứu chính là dự vương, là nhân vật phản diện lớn nhất của bộ phim này. Tô Hướng Vãn cực kỳ ảo não hối hận vì sao bản thân dở hơi đi cứu một tên phản diện làm gì. Thật ra cô vốn không phải là Tam tiểu thư Tô gia gì mà chỉ là một diễn viên quèn mà thôi. Trải qua bao nhiêu thử thách khó khăn lắm mới có được vai nữ hai. Một tiếng trước lễ khai máy web drama Đích Nữ Kiều Phi, Tiêu Đình Thân là nữ hai của bộ phim Đích Nữ Kiều Phi, nhưng cô nàng lại chê lên chê xuống cái kịch bản cũ rích này. Nhân vật tên Tô Hướng Vãn đích thị là Thảo Mai Chúa, dựa vào kỹ năng này trưởng thành, sau đó đoạn tuyệt quan hệ với đại tỷ Tô Viễn Đại, cuối cùng gặp gỡ quen biết và yêu đương đúng kiểu lâm ly bi đát với nam chính Triệu Xương Lăng. Chắc là do mỏ Tiêu Đình hỗn quá thần linh cũng không chịu nổi, thế nên đã để cô xuyên vào kịch bản ngay lúc đương chụp ảnh, đã thế còn xuyên đến đúng lúc mọi người dâng hương cúng bái. Gia chủ Tô gia Tô Tông Lâm có tính cách nhu nhược nhưng thấy tam nữ nhi thất lễ liền quát lên khiến cô nàng giật mình lỡ tay ấn chụp ảnh. Thời gian bị ngưng động lại, một giọng nói vang lên. Tại cô nàng chê bai tình tiết phim quá nhiều lần dị là bị kéo nhập cuộc luôn. Hiện giờ Tô Hướng Vãn chỉ có một lựa chọn. Một là tôn trọng nguyên tắc diễn tròn vai nhân vật Tô Hướng Vãn để nam chính Triệu Xương Lăng yêu mình rồi đi đến kết phim. Hai, tự thúc đẩy câu chuyện viết một kết cục hoàn hảo và đẹp đẽ rồi trở về thế giới của mình. Nhưng con đường này cực kỳ gian nan. Nghĩ nghĩ cô nàng chọn diễn tròn vai nhân vật Tô Hướng Vãn cho dễ ăn, máy ảnh rớt xuống đất, không gian ngưng động kết thúc. Chính bản thân cô nàng cũng không nghĩ tới có một ngày bản thân phải dựa vào diễn xuất để giữ mạng, diễn vai Thảo Mai Chúa phải đoạn tuyệt với nữ chính Tô Viễn Đại. Cho nên Tô Hướng Vãn quyết định phải nhanh chóng gặp gỡ yêu đương với Triệu Lăng Xuyên, kết quả thế mà lại cứu phải boss phản diện. Hồng Ngọc và Thúy Ngọc báo đại tiểu thư chuyển lời rằng nếu Tô Hướng Vãn thật sự gây chuyện đại tỷ sẽ nghĩ cách giúp. Đại sảnh tập trung tất cả nữ quyến trong Tô phủ. Tô lão phu nhân nghe Châu Di Nương và Liễu Di Nương cãi nhau mà đau cả đầu. May sao dự vương đã tìm được thích khách Tô phủ mới không bị liên lụy. Liễu Di Nương nghe nói dự vương nhìn chúng một nữ tử ở sân sau, Châu Di Nương nhận ra bắt thích khách là giả, tìm người mới là thật. Bà ta dự định mượn chuyện này để nhị tiểu thư Tô Cẩm Dư có thể với được cành cao bay lên làm phượng hoàng. Hướng Vãn nghĩ nghĩ một lúc nhận ra tặng quà e chỉ là cái cớ. Mục tiêu của dự vương vẫn là muốn bắt cô nàng. Đương lúc Hướng Vãn muốn rời đi tránh xa chuyện này thì dự vương Triệu Dung Hiển tới. Hắn vừa tới đã kiểm tra từng vị tiểu thư một, Tô Viễn Đại để ý tới thanh danh nữ nhi hơn, còn Tô Cẩm Dự thì không biết xấu hổ muốn câu dẫn vương gia. May mà Hướng Vãn thông minh tự làm sưng mắt rồi nói mình bị rơi xuống nước không biết bơi, thấy đối phương ho khủ khụ, Triệu Dung Hiển ngại bẩn phất áo rời đi luôn. Trên xe ngựa, dự vương không tin một người sống sờ sờ thế kia không thể tự dưng biến mất được. Triệu Dĩnh Hòa cho rằng một cô gái có thể bày mưu tính kế khiến hoàng huynh rơi xuống nước chưa chắc là người bình thường, có lẽ không phải người Tô gia. Triệu Hiển Dung lại chắc chắn cô nương đó là người Tô gia vì đêm qua hắn bị hộp gõ tỏ tình của Hướng Vãn dọa rơi xuống nước, chuyện hắn không biết bơi rất ít người biết. Nếu bị đối thủ biết được thì sẽ cực kỳ bất lợi, mà Tô gia hiện đang làm việc cho Lâm Vương, nếu nữ tử đó thật sự là người của Tô phủ vậy Lâm Vương cũng sẽ biết nhanh thôi. Bất luận thế nào Triệu Dung Hiển vẫn muốn tìm cho ra người đó. Bên này, mặc dù nguy hiểm đã qua nhưng Tô Viễn Đại vẫn căn dặn Hướng Vãn nhất định phải cẩn thận. Hai người đương tình thương mến thương thì Hướng Vãn chợt nhận ra tình tiết bị sai lệch rồi. Cô nàng lẽ ra phải để đại tỷ ghét mình chứ. Bản thân cũng phải mau chóng khiến Lâm Vương yêu nhân vật này để đại tỷ hận mới được. Hôm sau, do chán quá nên Hướng Vãn ngồi khắc điện thoại với hình Lâm Vương lên miếng gỗ. Chuyển cảnh, Thương Nguyên thi hội sắp tới, Triệu Khánh Nhi Đông Dương công chúa dự định giúp Lâm Vương ghép đôi với Tưởng Giao con gái của Tưởng Quốc công. Như vậy hoàng đệ của ả sẽ có sự giúp đỡ từ phủ Quốc công, chỉ là ả sợ đến lúc đó Triệu Dung Hiển sẽ xuất hiện làm hỏng chuyện. May mắn Triệu Xương Lăng đã sớm cào người vào, nếu hắn có hành động gì y nhất định sẽ danh chính ngôn thuận bắt người. Bên này, đúng với sự mong đợi của Hướng Vãn, ngay khi cô nàng đưa cho đại tỷ xem miếng gỗ mình khắc Lâm Vương, sắc mặt đối phương lập tức thay đổi, còn đưa Hướng Vãn đi tới chùa Khai Nguyên rút dao đâm nữa. À, thật ra đó chỉ là tưởng tượng của cô nàng mà thôi, chứ thực tế Tô Viễn Đại đưa cô nàng đến đây chỉ đơn giản là để cầu phúc. May mà Viễn Đại vẫn nhắc đến việc Hướng Vãn thích Lâm Vương,
Cô nàng liền nhân cơ hội này khiêu khích đại tỷ, chỉ là khác với suy nghĩ của cô nàng, phản ứng của Viễn Đại rất bình tĩnh. Đúng là đại tỷ cũng thích Lâm Vương, nhưng với nàng ấy Hướng Vãn cũng là muội muội của mình. Hướng Vãn không biết nói gì nữa bèn quay đầu bỏ đi. Đúng lúc ấy Triệu Cương Lăng bước tới gần Viễn Đại. Sau khi bỏ đi, Tô Hướng Vãn cực kỳ ưu sầu, không hiểu kiểu gì mà mạch phim lại phát triển thành như vậy, nhưng đúng là đại tỷ đối xử với cô rất tốt. Bỗng một bàn tay vươn tới xách cô nàng lên như gà con, là Triệu Dung Hiển. Hắn đoán ra Hướng Vãn chính là người đêm đó. Chuyện đến nước này cô nàng cũng chẳng buồn giấu, còn ra vẻ ngượng ngùng nói cái gì mà nụ hôn định tình. Sợ bị thủ tiêu ngay tại trận, Hướng Vãn bèn đẩy Triệu Dung Hiển xuống nước rồi bỏ chạy đến chỗ đại tỷ và Lâm Vương. Triệu Dung Hiển cuối cùng cũng được vớt lên bờ, hắn nghiến răng nghiến lợi quyết tâm tóm bằng được Tô Hướng Vãn. Bên này, nghe Lâm Vương hỏi vì sao Dự Vương lại muốn giết Hướng Vãn, Tô Viễn Đại bèn nói dối để bảo vệ muội muội, thế nhưng Triệu Xương Lăng lại muốn nàng ta giao Hướng Vãn cho Dự Vương. Như vậy y vừa không dính tới chuyện này, Tô phủ cũng không gặp nạn. Đúng lúc ấy Triệu Dung Hiển tới muốn mang Hướng Vãn đi. Tất nhiên Tô Viễn Đại không đồng ý, rồi ngay cả Thế tử Lục Quân Đình cũng vậy, Triệu Dung Hiển chỉ có thể tạm rời đi, không quên cảnh cáo cô nàng. Mọi người không hiểu sao mà Dự Vương lại ghim Hướng Vãn thế. Nghe cô nàng nói mới vỡ lẽ, thì ra bà trẻ dám đẩy vương ra xuống nước. Trên đường trở về phủ, Tô Viễn Đại trách mắng muội muội, nói là chẳng trách chẳng bằng mắng yêu, nàng còn tặng cho Hướng Vãn ngọc bội cầu phúc ban nãy nữa. Lúc chuẩn bị tắm, Triệu Dung Hiển mò tới chĩa dao vào cổ Hướng Vãn. Đáng tiếc hắn đã bị trúng thuốc tê, không thể cử động trong thời gian ngắn mà cô nàng rắc trước cửa phòng. Hướng Vãn thật không hiểu sao cái tên này cứ đòi giết mình thế, rõ ràng là hắn không biết bơi được cô cứu lên cơ mà. Thật sự là cố chấp hết phần thiên hạ, bảo sao chỉ là nam phụ phản diện. Hướng Vãn thấy vương gia vẫn chưa từ bỏ ý định, liền móc một viên thuốc độc từ giày ra nhét vào mồm hắn. Dự Vương tự đưa đến cửa cô mà không tính kế thì hơi phí, vừa mới hét lên thì Triệu Dung Hiển đã nhanh tay bịt miệng lại. Hướng Vãn không ngờ tới thuốc hết tác dụng nhanh thế bèn bỏ chạy. Tiếc là Triệu Dung Hiển đã bắt được áo của cô nàng, tên chó má này thế mà dám chê cô phẳng như tường thành. Hướng Vãn tiếp tục phét lác thuốc vừa nãy cô cho hắn ăn chính là cổ độc. Nếu dám giết cô thì Triệu Dung Hiển sẽ phải chịu nỗi đau thấu tim suốt đời. Chuyện đến nước này hắn chỉ có thể bỏ về trước. Hôm sau, Hướng Vãn chú ý thấy Lâm Vương đến Viễn Các liền chạy theo xem, thì ra vài ngày nữa Thế tử Nam Quốc sẽ vào kinh tham gia Thương Nguyên thi hội. Thế tử đấy chơi đầu hồ rất giỏi, vì thế Lục Quân Đình cùng Triệu Lăng Xương đặc biệt tới mời Viễn Đại cùng luyện với bọn họ. Viễn Đại biết đây là muốn dùng mình lôi kéo vị thế tử kia để kéo giá trị thù hận. Hướng Vãn nhanh chóng bổ nhào qua diễn lại một màn vấp chân ngã vào lòng quân. Ai mà ngờ bà trẻ ngã vào sai người rồi. Tô Viễn Đại lại phải lên tiếng hóa giải bầu không khí, sượng chân thay muội muội báo thủ. Xem cái quay đầu của Lâm Vương, hẳn là y đã có chút hứng thú với Tô Tam tiểu thư. Chuyển cảnh, Cố gia nhị tiểu thư Cố Uyển, khuê mật tốt của Vãn Vãn đến rủ cô nàng tới Thương Nguyên thi hội chơi, nghĩ Triệu Cương Lăng chắc chắn sẽ đi. Vãn Vãn liền cùng tỷ muội chạy đến đó. Tại Thượng Nguyên thi hội, Bát hoàng tử Triệu Dĩnh Hòa chờ mãi vẫn chưa thấy Tam ca tới, sợ Tưởng Giao tiểu thư sẽ bị Lâm Vương cướp trước. Triệu Xương Lăng được hoàng tỷ gọi tới giới thiệu với Tưởng Giao. Đúng lúc ấy hai người Vãn Vãn đi vào, Cố đại tiểu thư liền đi tới chế giễu cô nàng. Vãn Vãn đâu phải là người ăn chay mặc cho người ta tùy ý nắn bóp, cô nàng liền bật lại đối phương một câu khiến Cố đại tiểu thư nghẹn họng tức tối. Đông Dương công chúa chẳng thèm để ý xem Triệu Dung Hiển đã tới chưa, đã bắt đầu tuyên bố khai tiệc. Boss phản diện như Dự Vương vào phút chót mới chịu đến, Tưởng Giao có danh xưng đệ nhất tài nữ, Đông Dương công chúa để cô ta lên làm thơ trước. Làm xong cô ta còn chĩa mũi nhọn bắt một người nổi tiếng vô công dỗi nghề như Vãn Vãn lên làm nền cho mình. Đông Dương công chúa thấy cũng được bèn đồng ý, hừ hừ đã thế Vãn Vãn nhà ta phải cho tất cả bọn họ biết thế nào là thơ hay. Cô nàng liền đọc ngay bài thơ Như Mộng Lệnh của Lý Thanh Chiếu, quả nhiên ai ai cũng phải khen thơ của Vãn Vãn cực hay, rất có ý cảnh. Tưởng Giao không tin một người như Vãn Vãn không thể làm được bài thơ hay như vậy, Châu Di Nương ngồi gần đó cũng thế. À ta cùng Tưởng Giao còn đổ cho Vãn Vãn tội sao chép bắt cô nàng làm thêm một bài thơ nữa, chực chực cố chấp thật đấy, đã thế Vãn Vãn phải cho ả biết thế nào là tự vả. Rất nhanh Vãn Vãn đã đọc thêm bài thơ thứ hai, sau đó kéo mọi người vào quầy đỉnh nóc kịch trần bay phất phới với mình. Mấy vị nam chín nam tám đều bị phong thái tự tin của Vãn Vãn thu hút sự chú ý, Đông Dương công chúa chịu không nổi nữa liền hét lên cho tất cả giải tán. Tưởng Giao nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn Vãn Vãn, Vãn Vãn ngay lập tức chặn họng đối phương, còn nói mình cũng thích Dự Vương muốn giành nam nhân với ả đấy. Dự Vương núp một bên nghe thấy hết không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Bên này, Đông Dương công chúa vẫn chưa hết tức, mục đích cô ta tổ chức thi hội chính là để gắn ghép hoàng đệ với con gái Tưởng Quốc công, cuối cùng lại bị Vãn Vãn phá hỏng. Đối với Lâm Vương chuyện này không quan trọng, quan trọng là Dự Vương có động thủ hay không. Ừ thì có rồi đấy cơ mà anh ta lại tóm Vãn Vãn cơ. Vãn Vãn không hiểu sao tên cún má này cứ dí theo mình thế, người mà hắn nên bắt không phải là Tưởng Giao hay sao. Đúng lúc ấy có một đám người xông tới cùng người của Dự Vương combat. Vãn Vãn biết đây là Lâm Vương phái người tới cứu mình, cơ mà sao giống như giết người hơn ý nhỉ. Nhân lực của Dự Vương không đủ, hắn phải kéo Vãn Vãn lại xoay vòng vòng bảo vệ cô, khiến bà trẻ chóng mặt đến nỗi nhịn không được mà nôn ói, đã thế còn bị Triệu Dung Hiển kéo chạy.
Đến vách núi, hai người không ngờ tới mình sẽ bị Nguyên Tư đẩy xuống. Thật ra Nguyên Tư cũng không cố ý, giờ mà đẩy khéo cả hai mất mạng dưới tay thích khách luôn ấy chứ. Bên này, kế hoạch bị phá vỡ khiến Lâm Vương tức giận cực kỳ, y cũng không ngờ tới người mà Dự Vương bắt lại là Tô Hướng Vãn. Thế nhưng tên đã lên dây 2 tỷ đệ nhà này chỉ có thể tiếp tục đâm lao phải theo lao, không muốn Triệu Dung Hiển có cơ hội sống sót quay về. Lục Quân Đình hay tin Tô Tam tiểu thư bị bắt bèn chạy tới chỗ Lâm Vương, Triệu Xương Lăng liền lệnh cho thế tử chạy tới Tô phủ dàn trải nhân lực thay cho họ Danh Chính Ngôn Thuận đi tìm người. Hiện giờ chỉ có Tô gia mới là lá chắn tốt nhất, dù gì y cũng cần một lý do chính đáng để giết Triệu Dung Hiển. Cùng lúc đó, đôi trẻ sau khi rơi xuống vực may mắn vẫn còn sống, chỉ là Triệu Dung Hiển bị thương khá nặng. Vãn Vãn đành phải kéo hắn đến nơi khô ráo trước. Bên này, Lục Quân Đình cùng Tô Viễn Đại hợp tác chia thành một đội nhân mã mỗi bên đi một hướng, trở lại chỗ Vãn Vãn. Cô nàng dùng chút kiến thức ít ỏi của mình giã giã mấy loại thảo dược dân dã đắp lên vết thương cho Triệu Dung Hiển. Triệu Dung Hiển ngoài mồm thì chê nhưng trong lòng thì lại rung động. Mới ban nãy còn không chịu ăn cá Vãn Vãn nướng, giờ đã phải đối đến há mồm ra đớp. May mà còn biết đường cảm ơn người ta. Đây là lần đầu tiên Vãn Vãn thấy tên này kể về phụ vương mẫu phi. Hắn còn nói không muốn làm hoàng đế, thế chả nhẽ muốn làm thái giám à? Tự dưng Triệu Dung Hiển không muốn nói chuyện với đồ đầu gỗ này nữa. Ngắm nhìn dung nhan đang ngủ say, hắn biết bản thân có lẽ động lòng rồi. Đây đã là lần thứ hai Vãn Vãn chịu cứu hắn. Sáng hôm sau, Vãn Vãn vừa mở mắt đã được ngắm mỹ nam bổ con mắt, nhìn áo khoác trên người mình, cô nàng bèn đắp lên cho Triệu Dung Hiển. Thấy ngại quá, Tô Hướng Vãn bèn chạy đi tìm cây thuốc lạ, khi chạm tay vào nó thì vô tình bị chảy máu. Có vẻ trong cây này có độc nên khiến cô cảm thấy choáng váng và ngất lịm đi lúc nào không biết. Bên kia Triệu Dung Hiển tỉnh lại không thấy Hướng Vãn đâu, cũng cảm thấy rất bồn chồn lo lắng. Chuyển cảnh, Thần An Vương trên đường đi tìm Dung Hiển đã vô tình thấy Hướng Vãn, anh đưa nàng trở về viễn các chữa trị vết thương. Tại quê nhà, khi tỉnh lại cô mới biết Lâm Vương chính là người cử Thần An Vương đến ứng cứu mình, đúng là tên hai mặt kẻ xấu cũng là hắn, tốt cũng là hắn. Thần An Vương bước vào, cô hỏi về tình hình của Triệu Dung Hiển nhưng vẫn chưa tìm được có chút manh mối nào. Hướng Vãn xin mọi người cho mình có không gian riêng nghỉ ngơi để cô nghĩ cách trốn ra ngoài cứu Dung Hiển. Tối hôm ấy mặc dù cơ thể chưa bình phục nhưng Hướng Vãn vẫn một mình đi tìm Dự Vương. Chạy hết nơi này đến nơi khác cũng không thấy anh đâu, tưởng rằng chàng đã chết rồi nhưng cuối cùng Dung Hiển cũng xuất hiện. Cô chạy thật nhanh ôm lấy anh trong sung sướng và đưa Dự Vương trở về Tô phủ. Sáng hôm sau, nàng cố ý diễn hài trước phòng của Dung Hiển, Hướng Vãn cho anh cái tên khác là Bạch Ngọc, là nha hoàn mà cô nhặt về được, mong rằng Hồng Ngọc và Thúy Ngọc sẽ coi Bạch Ngọc như tỉ muội ruột thịt. Điều này làm anh rất tức giận, sau này khỏe lại nhất định sẽ báo đáp công ơn của cô thật chu đáo trong ngoặc kép. Tại phủ của Lâm Vương, hắn nhận được tin vẫn chưa tìm thấy Triệu Dung Hiển. Có lẽ hắn đã chết rồi nhưng thi thể đâu thì vẫn chưa thấy. Lâm Vương nghĩ rằng khả năng cao Hướng Vãn đã nhúng tay vào việc này. Hôm sau, Xương Lăng đến Tô phủ ghé thăm làm Hướng Vãn rất thắc mắc. Trước sự có mặt của Lâm Vương thực sự là một ngày vui. Tô Sùng Lâm liền cử Viễn Đại vẽ tranh góp vui cho mọi người. Từng nét vẽ của cô đều rất tinh xảo, làm cho bức tranh miêu tả thần thái non nước trở lên rất sinh động, khiến Lâm Vương cảm thấy bội phục. Nếu Viễn Đại là nam nhi thì Lâm Vương rất muốn uống rượu trò chuyện với cô. Cẩm Dư thấy chị mình được khen tấm tắc như vậy cũng lên thử tài cô vẽ hoa nguyệt quý, khiến cho Lâm Vương cảm thấy không hài lòng. Xương Lăng cảm thấy bức tranh này nên đốt thì hơn, mặc dù nét vẽ rất công phu và tài tình. Nghĩ lại vừa lẫy, Cẩm Dư nghe lén được Hướng Vãn trò chuyện với nô tỳ của mình rằng Lâm Xương rất thích hoa nguyệt quý nên dù có vẽ không đẹp cũng không quá khó coi. Thì ra nhị tiểu thư đã bị mắc bẫy bởi ả thảo mai này, đúng là tức quá đi thôi, vì 2 tỷ của mình đã vẽ tranh Hướng Vãn không vẽ cũng không được. Nhị tiểu thư nghĩ đây là cơ hội bêu dếu muội muội của mình nên ra lệnh cung nữ thông báo hết với tất cả những người trong Tô phủ kể. Trước mặt Lâm Vương và những người thân cận của mình, cô quyết định vẽ tranh bằng cát. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước sự điêu khắc cực kỳ công phu từng chi tiết của Hướng Vãn. Lâm Vương cho rằng vẽ tranh bằng cát dùng thủ pháp và sự mới lạ để che giấu kỹ thuật vẽ chưa đủ khéo của cô, đúng là thông minh. Vì trời không còn sớm nữa nên Lâm Vương xin phép cáo lui. Xương Lăng nghe nói Tô lão gia có quyển của Bức Lam Yên Đồ, tình cờ anh có 2 quyển sau nên sẽ cho người mang đến coi như là món quà dành tặng cho Tam tiểu thư. Tối hôm đó, mẫu thân nhận được thông tin sai lệch từ phía nhị tiểu thư nên bà trách mắng Tô Sùng Lâm vì cho Hướng Vãn vẽ tranh trước mặt Lâm Vương, nhưng lão gia Tô phủ đã giải thích hết với mẫu thân làm bà ngộ ra nhiều điều. Tô Hướng Vãn còn đá đều vài câu nhắc đến chuyện nhị tiểu thư vẽ hoa nguyệt quý trước mặt Lâm Vương làm bà cảm thấy rất tức giận. Có lẽ chùa Khai Nguyên là nơi thích hợp để Tô Cẩm Dư tu thân dưỡng tính tại phòng của mình. Cô suy nghĩ về kịch bản của bộ truyện, một kẻ mưu mô và nham hiểu như Triệu Xương Lăng đúng là quá phù hợp với một đứa thảo mai như Tô Hướng Vãn. Liệu đi con đường thứ hai có thể nào tốt hơn không? Cô quyết định ngày mai sẽ làm lại bản thân không thảo mai nữa. Phận mình do mình không do trời nên phải tự vạch ra con đường mới. Triệu Dung Hiển đột nhập vào phòng tắm của Hướng Vãn đề nghị cô trả lại quần áo. Hướng Vãn đồng ý nhưng Dự Vương đã trúng cổ độc, e là không sống bao lâu được nữa. Dự Vương cho cô lựa chọn để mình có thể lấy được thuốc giải, nhưng trước tiên Hướng Vãn muốn anh ở lại đây, còn việc khác từ từ tính sau. Sáng hôm sau, Viễn Đại gặp Hướng Vãn. Cô không hiểu nổi những chuyện mà nữ chính làm gần đây, nhưng bây giờ Tam tiểu thư không còn là một Hướng Vãn nhu nhược trong mắt Viễn Đại nữa rồi. Đại tiểu thư tưởng rằng cô không chăm sóc tốt cho Hướng Vãn nên mới thành ra thế này.
nhưng Hướng Vãn cho rằng Viễn Đại vẫn chăm sóc rất tốt cho cô, mẫu thân dưới suối vàng mà biết chắc chắn sẽ cảm kích. Tại ao sen, Y Y gửi cho Hồng Ngọc một tờ giấy với nội dung coi chừng Tô Viễn Đại, mang về cho Tam tiểu thư thì cô tin rằng Đại tiểu thư đang có vấn đề. Chắc chắn tỷ tỷ đang muốn giấu cô điều gì. Bỗng nhiên Y Y bị Tô Viễn Đại bắt đi, Hướng Vãn nhanh chân đến ứng cứu. Tại đây Viễn Đại cho biết Y Y đã có vấn đề nên cô sẽ nhốt lại và không thả ra. Hướng Vãn đưa cho cô tờ giấy mà Y Y chuyển đến mình thì cảm thấy khá sững sờ. Tam tiểu thư tin cô đang có bí mật với mình không nói ra, liệu có phải đại tỷ liên quan đến cái chết của mẫu thân nữ chính hay không. Trước tình thế khó xử, Đại tiểu thư nhận mình là kẻ giết chết mẫu thân của Hướng Vãn. Tối hôm đó Y Y đã được thả ra và đưa về phòng Tam tiểu thư hỏi chuyện mảnh giấy thì biết được năm đó mẫu thân cô không hề qua đời vì bệnh tật mà là Đại tiểu thư hại chết. Hướng Vãn mong chuyện này chỉ có hai người biết, không được truyền ra ngoài bất cứ tin tức gì, vì trong phủ không còn ai an toàn nữa nên cô sẽ cho người đưa Y Y ra ngoài. Lúc này Đại tiểu thư cũng xuất hiện giải thích là do hồi còn bé thấy phu nhân bệnh nặng, nàng hỏi cung nữ cách giúp cho di nương bớt đau hơn thì nhận được một bát canh mang vào. Khi phu nhân uống xong mọi chuyện đã quá muộn rồi. Hướng Vãn mong rằng sau này Viễn Đại đăng xuất hãy quỳ tạ lỗi mẫu thân muội dưới âm tào địa phủ, có tha thứ cho tỷ không là việc của bà ấy, còn chuyện của đôi ta. Hướng Vãn vẫn coi cô là tỷ tỷ tốt. Nghe được những câu nói chân thành từ muội muội của mình, Viễn Đại ngại ngùng bỏ đi. Sau khi gặp Châu Di Nương, Hồng Ngọc cho rằng ả ta mang thai giả nên Hướng Vãn cần sự phân tích từ phía Dung Hiền. Nếu anh hoàn thành nhiệm vụ thì Tam tiểu thư sẽ thả Dự Vương đi. Thấy cánh cửa tự do phía trước, anh liền tuôn ra một tràng giả thuyết. Châu Di Nương giả vờ mang thai chẳng qua là muốn tìm thời cơ, giả vờ là nữ chính hại bà ta sảy thai nên sẽ vu oan giáng họa cho cô. Vì anh được cái bản lĩnh nhanh nhẹn nên Tam tiểu thư đề nghị Dung Hiền đi điều tra sự việc này. Đêm hôm đó Hoàn Chi vào báo biết được bí mật của Châu Di Nương, bà ta muốn hại tiểu thư. Tại nơi trăng thanh gió mát, Hướng Vãn cùng Dung Hiền phân tích về câu nói của ả nô tỳ. Cái gì cũng chỉ nửa giả nửa thật thôi, huống hồ Hoàn Chi lại là nha đầu thân cận của Châu Di Nương nên vẫn phải đề phòng. Hôm sau tại lễ tế tổ Tô phủ, khi phòng không còn ai, Châu Di Nương tiến đến cạnh Hướng Vãn và ngất lịm đi. Đêm hôm đó Châu Di Nương than vãn với Sùng Lâm về việc đứa con bị mất, ả nô tỳ của bà liên tục chửi rủa Hướng Vãn coi cô là kẻ giết chết đứa bé trong bụng Di Nương. Nhưng tất cả cung nữ đều nhìn thấy Châu Di Nương ngất đi trước mặt Hướng Vãn, tác động như vậy làm sao mà đủ để có thể sảy thai chứ, chỉ có thể là Châu Di Nương đang mang thai. Là kế hoạch gài bẫy của bọn chúng thất bại khi Hướng Vãn đã biết Châu Di Nương mang thai là thật. Trước đó cô đã biết Châu Di Nương muốn lật đổ Hướng Vãn nên phải dùng đến mạng sống của đứa bé trong bụng. Đang thắc mắc không biết do ai tác động vào đứa bé trong bụng Châu Di Nương, bỗng nhiên có cung nữ cầm đến một món đồ trong phòng của Hoàn Nhi, đưa cho thái y ngửi thì đó là trúc đào, đây là thứ đại kỵ với phụ nữ mang thai. Tô Sùng Lâm thắc mắc di vật của mẫu thân Hướng Vãn vì sao lại ở chỗ của Hoàn Nhi thì Tam tiểu thư mời cô ta lên vấn đáp luôn. Thực ra không phải Tam tiểu thư đưa trúc đào này cho Hoàn Nhi mà là Châu Di Nương. Ngoài ra bà ta còn đấu kỵ với Hoàn Nhi được lão gia nâng lên làm nha hoàn thông phòng, sợ sau này sinh được con nối dõi nên ép cô uống trúc đào trong thời gian dài. Vì biết trước được đại y đã thông đồng với Châu Di Nương nên cô đã gọi phủ y đến kiểm tra, mọi sự thật được sáng tỏ nhưng Di Nương vẫn ngoan cố giải thích. Hướng Vãn còn đem đến thêm một nhân chứng nữa để chặn họng bà ta, nhưng không ngờ nô tỳ y y này đã cấu kết trước với Di Nương, mọi chuyện được đổi chiều một cách nhanh chóng. Di Nương cho rằng Hướng Vãn biết được nguyên nhân cái chết của mẫu thân mình nên đã tính kế để Tô gia không có con cháu nối dõi. Nhưng đại tiểu thư đã đến ứng cứu cho Hướng Vãn, bên cạnh đó còn đem theo cả cháu gái của đại y khiến ông ta phải nói ra sự thật. Ông mong Tô lão gia trừng trị nghiêm khắc Châu Di Nương, bà ta chẳng những bắt cóc cháu gái đại y mà còn uy hiếp ông làm chứng cứ giả. Bên cạnh đó đứa bé trong bụng cô ta là do thể chất yếu ớt gây ra, cho dù có cố hết sức dưỡng thai thì cũng không qua nổi 5 tháng. Vì biết cái thai trong bụng mình không sống nổi nên mới dùng nó để hãm hại Tam tiểu thư, bị dồn vào đường cùng, bà ta vẫn cố xoay chuyển tình thế nhưng không thành. Hướng Vãn đã biết được sự thật là năm đó Lưu Mama đưa cho đại tỷ bát canh có độc và bà ta làm như vậy là vì bị Châu Di Nương sai khiến. Bên cạnh đó cô còn có bức thư Lưu Mama trước khi chết đã để lại. Dù gì Lưu Mama cũng đã chăm sóc đại tỷ trưởng thành nên trước khi chết bà ta đã hổ thẹn nên đã viết bức thư này, viết hết chuyện Châu Di Nương ra lệnh cho bà ấy. Vì Tô Sùng Lâm đã cho cô cái mặc dạy dỗ Hướng Vãn nên người chẳng có lý do gì mà cô lại oán hận ông và đại tỷ cả. Châu Di Nương bất lực trước áp lực từ dư luận, bà ta tức giận đến học máu mồm và ngất lịm đi. Sau khi giải quyết được Châu Di Nương thì hai tỷ muội có dẫn nhau ra cầu tâm sự mỏng, Tô Viễn Đại ôm lấy nàng rồi cảm ơn. Lúc sau cô cùng Triệu Dung Hiền đứng nói chuyện, anh chàng đòi Vãn Vãn đưa thuốc giải thì cô bảo chờ tí. Đang không biết phải lấy thuốc ở đâu thì nghe thấy tiếng dê kêu, nàng liền lóe ra ý nghĩ gì đó. Quay lại thì cô đưa cho anh mấy viên đen đen, vậy là biết thứ gì rồi đó ha ha. Dự Vương cầm lấy rồi rời đi nhưng biết thừa là gì rồi nên cậu cũng ném thứ đó ra sau. Nguyên Tư với cơ thể bị thương cũng bất ngờ xuất hiện ngay lúc đó. Đột nhiên tên này xuất hiện đe dọa Tô Hướng Vãn muốn sống thì nghe theo lời hắn. Vào đây anh ta được nha hoàn băng bó vết thương cho, hỏi tại sao Nguyên Tư không về Vương phủ thì hắn cho biết chưa chắc Triệu Dung Hiển đã cho. Hóa ra lúc ngoài chợ cậu ta nghe được tin đồn Dự Vương gặp nạn và mình thì bị gán tội phản bội, cả tên Vĩnh Xuyên cùng thuộc hạ cũng đang truy tìm nữa. Hắn không làm việc đó nhưng mọi người đều không tin, thế rồi Nguyên Tư cũng biết Tô Hướng Vãn thích Dự Vương nên đã bày ra một cách.
hắn sẽ giúp nàng tiếp cận chàng và như thế sẽ có cơ hội gặp được ngài ấy. Cô không chấp nhận nhưng cũng phải đồng ý vì hắn đang uy hiếp mình. Bên này Vĩnh Xuyên về báo cáo cho Triệu Dung Hiển về việc vẫn chưa tìm được Nguyên Tư. Hồng Ngọc và Thúy Ngọc lo lắng cho tiểu thư nhưng thấy nàng đi ra nguyên vẹn chẳng vấn đề gì thì vui lắm. Sau khi nghe Vãn Vãn giải thích tường tận về Nguyên Tư thì hai nhỏ này bảo thôi giúp cậu ta đi. Rất nhanh đã tới Trung Thu và cô cùng nô tì tới Thanh Đường phát quà cho các em nhỏ. Bỗng thấy một chiếc xe ngựa có chút quen mắt, cô liền lại gần xem, hóa ra người ngồi trong đó là Dự Vương. Thế rồi cả hai đang đứng nói chuyện thì bỗng có viên đá bay vào chân Tô tiểu thư, vậy là nàng đã xà vào lòng chàng, muốn giải thích rõ nhưng cậu không chịu tin. Lúc sau nô tì báo rằng xe ngựa bị hỏng nữa thì cô biết ngay đó là do tên Nguyên Tư làm, nàng liền đến gặp Vĩnh Xuyên để nhờ việc. Hắn ta đi ra nói lại với chủ nhân việc Tô tiểu thư muốn đi nhờ xe và cho Dung Hiển biết vừa cũng gặp Nguyên Tư, cậu ta nói Vãn Vãn thích Dự Vương và muốn gả cô ấy vào phủ. Vì như thế thì Nguyên Tư mới có thể về theo được. Triệu Dung Hiển nghe vậy thì cũng đã ok ngay. Lúc chuẩn bị về rồi bảo lên xe thì không chịu muốn đi ngựa thì anh chàng liền lệnh trừ khử ngựa luôn, ha ha, thế là vẫn phải ngồi lên xe thôi. Vừa đi Dự Vương vừa nhắc tới chuyện nàng muốn về phủ của mình và cậu đã đồng ý, cô cho rằng đó là cái bẫy và cố biện minh cho Nguyên Tư trở về bên anh. Thế nhưng giờ Dung Hiển không cần cậu ta nữa và sẽ nhường lại cho Vãn Vãn. Tối đó Tô Hướng Vãn còn bị Nguyên Tư đe dọa bắt phải nhận hắn làm thuộc hạ cho mình. Vĩnh Xuyên cũng đã nói Dự Vương biết chuyện và không còn nghi ngờ mình nữa nhưng hiện giờ vẫn chưa thể về được, mà chuyện tung tin đồn lại do chính Triệu Xương Lăng đồn thổi khiến nàng khá bất ngờ. Nô tỳ cũng chạy vào báo cáo việc Thần An Vương Phi đến xin cưới đại tiểu thư, cô chạy ra ngoài gặp đại tỷ thì biết được bà ấy đến muốn Lục Quân Đình cưới Viễn Đại làm chính thê. Tuy là không muốn đâu nhưng hôn sự này rất có lợi cho Tô gia nên cô ấy hy sinh chút cũng không sao, còn về tình yêu đích thực thì tạm gác sang một bên. Hôm sau Tô Viễn Đại đã gặp Lục Quân Đình để nói chuyện, nàng ta biết thừa là thế tử không thích mình mà thích muội muội nhưng vẫn phải nghe theo Thần An Vương Phi. Đúng lúc đó Vãn Vãn cũng chạy tới nên cô ấy đã để hai người nói chuyện với nhau rồi rời đi trước, đôi bạn trẻ cùng nhau nói chuyện về đại tiểu thư Tô gia. Thực ra Lục Quân Đình cũng không muốn diễn ra hôn sự này nhưng Viễn Đại thì nhất quyết đồng ý, anh muốn nhờ nàng khuyên hộ nhưng cô cũng không khuyên nổi. Biết là thế tử thích mình nên cô cũng chẳng muốn khuyên đâu, thấy Vãn Vãn nhẫn tâm vậy thì Quân Đình đã chào tạm biệt rồi rời đi. Hôm sau Tô Hướng Vãn muốn gặp Triệu Dung Hiển lên đã tới gọi Nguyên Tư để hỏi chuyện, biết hắn thích Thúy Ngọc nên cả hai đã giao kèo với nhau. Cách 3 tháng Kim Ngọc Lâu sẽ có một lần thi, vương gia sẽ đích thân đến, nàng đã đem đàn đến giả làm cầm sư để đến biểu diễn. Thế nhưng diễn dở đàn cũng dở như đấm vào tai, cuối cùng thì Vãn Vãn đã tự bỏ khăn đeo mặt ra để nói chuyện. Dự Vương biết cô đến đây muốn làm gì nên đã gọi gần lại để nói cho rõ. Ngay lúc nàng muốn rời đi thì bị kéo lại rơi cả khăn, Dung Hiển thấy thế liền lấy áo choàng khoác cho cô và kêu sẽ cho người trước mặt cơ hội. Vãn Vãn giải bày một hồi xong cũng rời đi ngay tức khắc, ra ngoài ngồi lẩm bẩm một mình thì Dự Vương tới, thế rồi cả hai lại cùng nhau đi về. Trên đường đi Triệu Dung Hiển đã đồng ý giúp nàng trong việc ngăn cuộc đại hôn của tỷ tỷ mình, điều kiện cũng không yêu cầu gì. Cho cái gì cũng được miễn sao không phản bội là ok, thấy phía trước có người bán rượu thế là nàng liền rủ chàng vào nhậu luôn. Thế quái nào uống được có tí mà say mất luôn cả trí nhớ, không nhận ra người trước mặt là ai nữa luôn. Lại còn hỏi tên người ta rồi kêu gì mà đại ma đầu, khiến Dung Hiển nghĩ trong mắt nàng mình là người như vậy. Lại nhảy được một lúc thì cũng đã gục đầu vào vai Dự Vương để ngủ, anh đưa cô về phủ mà Tô Hướng Vãn cứ tưởng là phim trường được dựng lên. Còn gọi nhà sản xuất với đạo diễn tăng đôi lương nữa chứ, có vẻ như vẫn chưa tỉnh còn lôi người trước mặt lại gần để hỏi tên tuổi thêm lần nữa. Không biết là say thật hay giả vờ mà làm mấy trò con bò, sau đó thơm Dung Hiển cái và thổ lộ mình cũng thích anh. Dự Vương lúc này ngây người ra chẳng nói lên lời vì sướng, hôm sau tỉnh lại thì mới biết mình đang ở Dự Vương phủ. Hồng Ngọc với Thúy Ngọc cũng đã được người gọi qua để chăm sóc tiểu thư từ đêm, họ cũng nghe Nguyên Tư nói gần đây trong phủ có thêm người hình như là thám tử. Hơn nữa võ công cực cao không thăm dò cặn kẽ được, tối đó nàng gặp Dự Vương hỏi hôm qua say thế có xảy ra chuyện gì không. Ngay lúc chàng bảo có thì bất ngờ Tô Viễn Đại xuất hiện, cô ấy mắng muội muội cả đêm hôm qua không chịu về, nay còn đứng đây nói chuyện với trai, Vãn Vãn muốn giải thích mà đại tỷ không cho và bắt đi vào trong nhà. Tô đại tiểu thư cũng ra có đôi lời nhắn nhủ với Triệu Dung Hiển, Tô gia bọn họ chỉ trung thành với Lâm Vương điện hạ, mong Dự Vương đừng làm hại Hướng Vãn nhà ta. Hôm sau Vãn Vãn đến gặp đại tỷ, dù rất có lỗi với sự bao dung và bảo vệ của Viễn Đại nhưng cô nàng vẫn nói thật cho đối phương biết, thật ra trước giờ cô vẫn luôn ở bên Triệu Dung Hiển. Sắc mặt Viễn Đại đại biến trở nên rất khó coi, nàng ấy mắng muội muội một trận nói rõ cho Vãn Vãn biết chính là nam nhân đó là Triệu Dung Hiển nên kết cục sau cùng sẽ rất thảm. Và lại chuyện Viễn Đại gả đến Thần An Vương phủ, nàng ta cũng là tự nguyện. Buổi tối, Nguyên Tư tới báo cho Vãn Vãn biết tên thảm tử đó lại đến rồi. Vừa rồi do đấu Nguyên Tư có thể xác định người đó là nữ. Vãn Vãn hẹn gặp Lục Quân Đình báo cho đối phương biết mình giờ đã phụ tá cho Dự Vương, đây chẳng khác gì sét đánh ngang tai đối với cậu ta. Triệu Dung Hiển biết rõ cậu ta thích Vãn Vãn, chắc chắn là tên đó muốn Vãn Vãn dùng mỹ nhân kế thuyết phục cậu. Lục Quân Đình cảm thấy Triệu Dung Hiển hẳn là thích Vãn Vãn nhưng lại không có chứng cứ, chỉ đành rời đi trước. Cậu ta vừa đi thì Triệu Xương Lăng mang hào quang vai chính tới chất vấn Vãn Vãn tại sao lại trốn tránh, muốn vạch rõ ranh giới với mình. Cô nàng là người phụ nữ đầu tiên mà y để tâm tới, y thực sự rất thích Vãn Vãn,
Nhưng vì sao cô nàng lại phản bội y đứng về phía Triệu Dung Hiển? Đúng lúc ấy Triệu Dung Hiển đi tới bảo vệ Vãn Vã, chờ cô nàng đi rồi liền tuyên bố sẽ thú Vãn Vãn về làm thê. Triệu Xương Lăng cũng nói thẳng rằng y thích Vãn Vãn, cơ mà xem sắc mặt Dự Vương có vẻ như không quan tâm lắm. Buổi tối, Vãn Vãn vừa về đến nhà đã được đại tỷ quan tâm săn sóc, nào là khoác áo cho đỡ lạnh rồi là mang canh gà hầm tới. Đại tỷ đối với cô tốt như vậy, Vãn Vãn muốn giúp tỷ ấy được gả cho người mình thích. Thế là cô nàng chạy đi tìm Lâm Vương muốn đối phương nạp Tô Viễn Đại làm thiếp, như vậy Tô phủ sẽ càng gắn bó với y hơn. Mà vị trí thiếp đấy cũng không ảnh hưởng đến vị trí chính thê, và lại Tô Viễn Đại cũng thích y. Làm như vậy vẹn cả đôi đường, Lâm Vương thực sự không hiểu tại sao Vãn Vãn lại làm thế. Nếu y thật sự nạp Tô Viễn Đại thì Vãn Vãn đứng giữa sẽ rất khó xử. Vãn Vãn biết tỷ ấy sẽ đau lòng một thời gian nhưng dù gì cô cũng chỉ là muội muội, chỉ có thể cùng tỷ ấy một đoạn đường mà thôi. Lâm Vương không nói sẽ từ chối hay đồng ý mà chỉ để lại một câu sẽ suy xét kỹ càng. Ngược lại y cũng mong Vãn Vãn suy nghĩ thật kỹ. Trở lại Vãn Các, Nguyên Tư tới báo cho cô nàng biết mật thám tổng phủ khả năng cao là của Đông Dương công chúa. Quả nhiên đúng là như vậy, ả ta đã sớm sắp xếp người vào để giám sát Tô Viễn Đại. Đông Dương công chúa không ngờ tới Tô Viễn Đại lại an phận như thế, còn Tô Hướng Vãn thì ngược lại. Ả ta nổi giận vì ông chồng Yến Thiên phóng nạp rất nhiều thiếp còn để ả tiện tì đó mang thai. Đông Dương công chúa quyết tâm không để đứa nhỏ đó ra đời. Thế nhưng một khi đứa nhỏ mất, Yến Thiên phóng sẽ biết là do ả làm. Đối với Lâm Vương chuyện này lợi nhiều hơn hại. Y dự định đợi qua năm mới sẽ dâng tấu thỉnh phụ hầu Ang gọi Yến Thiên phóng về kinh báo cáo đối với chuyện của Triệu Dung Hiển. Đông Dương công chúa quyết định lợi dụng Vãn Vãn, Triệu Xương Lăng không ngăn cản mà chỉ thông báo sẽ nạp Tô Viễn Đại làm thiếp. Đông Dương công chúa sợ làm thế tưởng giao sẽ không chịu gả cho đệ đệ nữa, thế nhưng lão hồ ly Tưởng Quốc công kia sẽ thật sự vì một cái hôn sự mà làm việc cho bọn họ sao? Còn không phải ban đầu ả ta vì quân Yến Bắc mà gả cho Yến Thiên phóng, hiện giờ chẳng những không đạt được gì còn khiến bản thân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hôm sau, Vãn Vãn chạy đến chỗ đại tỷ biết được thần An Vương phủ đã từ hôn, nói Lâm Vương muốn nạp Viễn Đại làm thiếp nên thế tử sẽ không trang giành. Nhìn đại tỷ vui sướng như thế, Vãn Vãn cuối cùng cũng an tâm. Đúng lúc ấy tỷ nữ vui vẻ vào báo người của Lâm Vương phủ tới cầu thân. Trước khi đi, Tô Viễn Đại sung sướng bắn tim với muội muội, nghĩ sắm đến sinh thần của Triệu Dung Hiển. Vãn Vãn chuẩn bị cho hắn một cây châm ngọc dặn hồng ngọc cất cẩn thận, ai mà ngờ hồng ngờ vì muốn né Bích La mà làm rơi hộp gỗ khiến châm vỡ. Nghe Bích La van xin, hồng ngọc chỉ có thể rớt nước mắt cầm châm gãy đến trước mặt tiểu thư xin lỗi. Vãn Vãn chẳng những không trách tỷ nữ mà còn an ủi nữa. Thật ra cô nàng biết chuyện này có ẩn tình nhưng không nói ra, bởi vì Vãn Vãn cố ý giao châm cho Hồng Ngọc. Cô nàng biết đại tỷ đã bố trí người tổng phủ theo dõi mình, cũng biết đại hôn sắp tới nên tỷ ấy sốt ruột, vậy nên cô nàng thử thăm dò phản ấy của Viễn Đại xem sao. Tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm, Tô Viễn Đại ẩn ý nói cho Vãn Vãn nghe mong cô nàng từ bỏ Triệu Dung Hiển. Đáng tiếc Vãn Vãn không muốn. Buổi tối, Triệu Hiển Hiển chạy đến Vãn Các một chuyến bắt quả tang cô nàng đang lén xem mấy quyển sách viết về mình. Thì ra Triệu Dung Hiển là con trai của thái tử đời trước. Vãn Vãn vội vàng giấu hết sách và thoại bản đi. Dù sao hắn cũng đã đến đây, Vãn Vãn bèn đưa cho đối phương chiếc châm bị gãy. Đáng tiếc Triệu Dung Hiển chê, hắn không thích sự đổ vỡ, không thích ly biệt nên vứt luôn châm đi. Thái độ này y hệt như những gì Vãn Vãn dự đoán. Dị là cô nàng làm một cái bánh kem handmade nho nhỏ rồi hát chúc mừng sinh nhật. Vừa hát xong hắn đã thổi nến luôn rồi. Đúng lúc ấy pháo hoa không biết nhà ai đốt nở rộ trên bầu trời. Vãn Vãn chăm chú ngắm nhìn pháo hoa còn hắn chăm chú ngắm nhìn cô. Đây có lẽ là sinh thần vui vẻ nhất mà Triệu Dung Hiển có cho đến giờ. Mấy ngày sau, khi Nguyên Tư đang nói chuyện với Vãn Vãn thì Tô Viễn Đại tới, bị đại tỷ bắt gặp tại trận còn mắng mỏ rằng cô phản bội tỷ ấy với Tô gia nữa. Vãn Vãn đỏ mắt, trái tim đau nhói. Thế nhưng dù cùng đại tỷ cãi nhau, dù có bị ngăn cản như thế nào cô cũng quyết không chịu rời bỏ Triệu Dung Hiển. Số phận cả hai không nên bị trói buộc lại, không có sự tồn tại của cô nói không chừng cuộc sống của đại tỷ sẽ hạnh phúc hơn. Viễn Đại cho rằng Hướng Vãn muốn vì Dự Vương mà đối đầu với cô liền rời đi mặc cho nàng có giải thích. Hướng Vãn đã đuổi thuộc hạ đi vì muốn ở một mình. Bên ngoài ai đó đã lén đưa thuốc mê vào phòng làm cho Hướng Vãn ngất đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hướng Vãn phát hiện có một người mặt giống mình làm cho nàng vô cùng ngạc nhiên. À ta tố Hướng Vãn đã giả mạo nàng, cho rằng bản thân thay đổi nội dung cho nên bây giờ xóa bỏ sự tồn tại. Hướng đã nhanh chóng bỏ chạy, còn Hướng Vãn giả mạo lúc này đã phái quân đuổi theo hòng bắt được nàng. Sáng hôm sau khi đang chạy trốn, Hướng Vãn đã gặp được Mộc Cẩn, cô liền đưa nàng về gặp các chủ, là Bùi Kính có dung mạo rất giống với anh Dương quản lý làm cho Hướng Vãn ngạc nhiên. Bùi Kính cho biết ngày xưa mẫu thân nàng chính là ân nhân của hắn, biết chuyện Hứa Vãn đã nhờ tìm thế tử để nói rõ mọi chuyện. Tam tiểu thư trong Tô phủ là người của Đông Dương công chúa cài vào, thế tử không hiểu sao Hướng Vãn giả mạo ấy rất giống nàng, hơn nữa chuyện giữa hai người họ mà cô ta cũng biết rất rõ. Thế tử cho biết lúc ấy Cố Uyển cũng đến muốn mời Hướng Vãn giả mạo đi tham gia tiệc sinh thần, nhưng mọi năm muội ấy đều mời rất nhiều con nhà quan cao chức trọng trong kinh thành, còn năm nay lại chỉ mời một mình Hướng Vãn, nàng cho rằng Cố Uyển có bí mật muốn nói, bèn quyết định đi xem thử. Tới nơi, Hướng Vãn nghe được cuộc trò chuyện bí mật giữa Cố Uyển và Hướng Vãn giả mạo. Cố Uyển tiết lộ Triệu Dung Hiển thích Hướng Vãn và muốn danh chính ngôn thuận cưới nàng vào Dự Vương phủ. Rời khỏi phủ, Hướng Vãn không biết rằng Dự Vương thích mình từ bao giờ.
cho rằng Hỷ Thước cũng biết bí mật, vậy tiếp theo chắc chắn cô ta sẽ có hành động đối phó Triệu Dung Hiền. Hướng Vãn cảm thấy phải nhanh chóng lấy lại thân phận. Sáng hôm sau, Mộc Cẩn đã tìm thấy Thúy Ngọc nên đưa em về gặp Hướng Vãn. Tại đây nàng đã tuyên bố bản thân là thật còn người ở Tô phủ là giả. Hướng Vãn nhờ Thúy Ngọc về phủ để vạch trần kẻ giả mạo đúng không và coi như chuyện hai người gặp nhau chưa xảy ra. Ngày hôm sau theo kế hoạch, Hướng Vãn trở về gặp Viễn Đại để thuyết phục. Nhưng đại tiểu thư cho rằng nàng là giả vì Triệu Dung Hiền mà phản bội gia tộc. Dù Hướng Vãn có giải thích như nào thì Viễn Đại cũng mặc kệ. Ngay lúc đó, Hướng Vãn giả mạo cùng với Thúy Ngọc đi vào. Tại đây Thúy Ngọc cũng nói Hướng Vãn nếu ngươi là thật thì có biết năm xưa Tam tiểu thư đã cưu mang ta như nào không? Vì kịch bản không có viết nên Hướng Vãn cũng xin thua. Viễn Đại liền sai người giam nàng vào phủ. Hướng Vãn nghĩ thật ra cũng không thể trách người khác. Bản thân vốn không phải Hướng Vãn thật sự, không cần phải buồn nữa vì muội muội của tỷ ấy về rồi. Sẽ không buồn vì một kẻ lừa đảo nữa, cho rằng kịch bản này không cần bản thân mình nữa. Hướng Vãn nghĩ nếu chết đi có thể sẽ quay về thế giới ban đầu và trở thành Tiêu Đình sao. Lúc này đại tiểu thư sai nô tỳ mang cơm nước đến cho Hướng Vãn, nàng cho rằng chắc là đang hạ độc để ta lên đường đúng không thì đột nhiên một nô tỳ bị đánh ngất. Hóa ra là Liễu Di Nương đã cùng Thúy Ngọc lên kế hoạch đánh lừa Hướng Vãn giả để đưa nàng ra khỏi phủ. Ngọc Thúy cho biết sau khi đưa Hướng Vãn ra khỏi phòng, đã châm lửa đốt và dùng tỳ nữ trong đó thay thế tính mạng của nàng. Ngọc Thúy biết Hướng Vãn khó khăn lắm mới sống được liền dặn nàng sau này hãy sống theo ý mà người muốn. Bất kể nơi này có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối đừng bao giờ quay lại. Nói rồi Hướng Vãn liền rời đi. Sáng hôm sau, khi hiện trường đã dập được lửa, Viễn Đại cùng hai tỷ nữ đi đến. Tỷ nữ cho rằng Hướng Vãn đã chết cháy rồi. Tuy nhiên đại tiểu thư vẫn kiên quyết phủ nhận khả năng là âm mưu hoặc quỷ kế của nàng. Lúc này Hướng Vãn đã ra khỏi Tô phủ, trong lòng nghĩ đến những kỷ niệm của nàng và Dung Hiển nên đã không nhịn được mà vừa chạy đi vừa bật khóc. Dĩnh Hòa thấy Tam ca có vẻ đang ngơ ngác nên đã hỏi anh có chuyện gì không. Dung Hiển cho rằng bản thân không sao và lệnh cho thuộc hạ điều tra động tĩnh tối nay của Tô Hướng Vãn vì lúc này anh đang muốn gặp cô ấy. Ở bên ngoài Hướng Vãn cảm thấy đại tỷ và Lâm Vương sắp thành thân, Hướng Vãn thật sự cũng quay về rồi, thật là một cái kết viên mãn. Nàng cho rằng đến lúc quay trở về rồi và đã nhảy xuống hồ, may thay nàng được tiểu gia cứu giúp. Sáng hôm sau, Hướng Vãn giả đưa thư Dự Vương gửi đến cho Lâm Vương và cho rằng đây là lần thứ ba rồi, đến tối ả tới gặp Dung Hiền. Dự Vương cho rằng có phải Nguyên Tư gặp chuyện rồi không, ả nói rằng đã lâu rồi không gặp hắn. Dự Vương cảm thấy nàng đang gặp phiền phức, nếu có chuyện gì không thể xử lý cứ việc nói với bổn vương. Hướng Vãn giả hy vọng Dung Hiền có thể tha cho nàng vì dù sao hiện giờ nàng vẫn là người của Tô phủ. Nói rồi ả liền rời đi, nhưng Dự Vương đã nắm tay ả cho rằng trước nàng đã từng hứa sẽ không phản bội bản vương. Ả nói dối bây giờ chỉ muốn sống an phận mà thôi. Đột nhiên Lâm Vương từ đâu đi ra cho rằng Dự Vương miễn cưỡng người khác như vậy thì khó coi quá đấy. Sương Lăng cho rằng bản thân và đại tỷ của Hướng Vãn sắp vào cửa thành thiếp thất nên chuyện của nàng ấy cũng là chuyện của ta. Nhân cơ hội ả nói không muốn dây dưa với Dung Hiền. Tuy nhiên Dự Vương tin rằng Hướng Vãn sẽ không bao giờ phản bội anh. Bỗng Viễn Đại đi vào cầu xin Dung Hiền hãy tha cho muội muội, trả lại bọn họ cuộc sống yên bình. Dung Hiền nghe vậy thất vọng rời đi. Lúc này ở bên ngoài Dĩnh Hòa khuyên anh đừng mang nặng trong lòng. Nhưng Dung Hiền lại cảm thấy Hướng Vãn có vấn đề vì cô ấy quá cố ý. Còn Hướng Vãn lúc này đã được Thế Tử cứu và để nàng ở lại Thính Phong Các nghỉ ngơi. Thế Tử cho biết Đông Dương công chúa bày yến tiệc chuẩn bị chào đón Yến Thiên Phóng vào kinh. Hơn nữa còn gửi thiệp mời cho đại tỷ và kẻ giả mạo kia nên Thế Tử phải đi trông chừng hắn cho Sương Lăng. Hy vọng lần sau trở về Hướng Vãn sẽ tỉnh. Sáng hôm sau, trong khi đi dạo Đông Dương công chúa rất vui vì Hướng Vãn giả đã mê hoặc được Sương Lăng, nên không sợ Lâm Vương sau này sẽ không đồng lòng với bọn họ nữa. Ả khen kế hoạch của công chúa quả nhiên rất hay. Lợi dụng tình yêu của Dung Hiển dành cho Hướng Vãn mà thành công khiến quan hệ của anh với Sương Lăng thêm ác liệt. Công chúa nói rằng người của Dung Hiển đã quan sát Ả nhiều ngày. Nhân hôm tổ chức yến tiệc hay tranh thủ thời gian ra ngoài để Dự Vương có cơ hội tìm Ả. Quả nhiên hôm đấy theo như kế hoạch, Dự Vương đã đến tìm Hướng Vãn giả mạo. Tại đây Ả cho biết bản thân đã phản bội làm cho Hiển Dung rất bất ngờ. Lúc này Sương Lăng kéo quân tới bao vây để đưa Hướng Vãn giả về. Đúng lúc đó không biết từ đâu có người bắn tên. Dung Hiển thì đỡ cho Ả nên bản thân bị ngất vì trong tên có độc. Tối hôm đó Hướng Vãn bất ngờ tỉnh dậy thấy bản thân đang ở Thính Phong Các thì cho rằng có khi nào nàng đã trở về trường quay. Ở phủ thuộc hạ của Dung Hiển đang sai người nấu thuốc để giải độc cho anh. Hôm sau đại tỷ nấu canh vào thăm Hướng Vãn thì phát hiện Lâm Vương đang ở cùng Ả ta làm cô có chút bối rối. Lúc đưa canh gà, Hướng Vãn giả mạo cố ý làm đổ khiến tay cả hai đều bị bỏng nhẹ. Tuy nhiên Lâm Vương lại chỉ quan tâm tới mình Ả. Còn Viễn Đại dù là sắp thành thiếp nhưng vẫn bị Sương Lăng thờ ơ khiến cô rất ghen tị. Hướng Vãn giả cho rằng chỉ là hiểu lầm mong đại tỷ bỏ qua. Viễn Đại cũng không nghĩ ngợi nhiều nên ra về nhưng Sương Lăng lúc này đi vào quan tâm bôi thuốc cho Hướng Vãn giả. Khoảnh khắc ấy làm cô không thể quên được. Đêm đến trước khi Viễn Đại trở về, Sương Lăng muốn gặp cô để thông báo hôn sự giữa hai người nên chấm dứt vì hắn sẽ cưới Hướng Vãn. Viễn Đại nghe vậy khiến cô cảm thấy rất buồn. Thời gian sau tuyết rơi kín phủ, Sương Lăng mang áo nhắc nhở Hướng Vãn giả trời lạnh rồi phải chú ý giữ ấm. Lâm Vương cảm thấy biết ơn nhờ có Ả hôm đấy nếu không thì giờ hắn đã chết. Vì biết ơn nên Sương Lăng hứa với Hướng Vãn giả rằng nhất định sẽ mang kiệu tám người khiêng rước nàng vào nhà.
Lúc này ở thính phong, các thế tử cho biết hôn kỳ của Lâm Vương sắp đến rồi, nhưng người hắn chọn lại là ả giả mạo kia làm cho Hướng Vãn rất bất ngờ. Nàng nghĩ nếu đại tỷ bị từ hôn trong lòng sẽ buồn đến mức nào. Thế tử cho rằng nếu loại bỏ được ả ta thì tốt, nhưng lúc này bên Hướng Vãn giả mạo đó đã có Lâm Vương và biết bao người che chở nên rất khó để thực hiện. Hôm sau Viễn Đại gặp Hướng Vãn giả, dù rất đau lòng nhưng vẫn lạc quan an ủi, dù có là ai trong hai tỷ muội thì cưới Lâm Vương đều là chuyện tốt với Tô gia. Lúc này thế tử đang cùng Bùi Kính lên kế hoạch ám sát ai đó. Trở về Lâm Vương phủ, hắn đang cho người theo dõi mọi động tĩnh ở Dự Vương phủ. Khi biết Dung Hiền vẫn đang bất tỉnh thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Hôm sau, Viễn Đại tiễn Hướng Vãn giả lên kiệu. Hướng Vãn giả thật ra đã bị Bùi Kính cải trang thành người khác giết hại. Nghe tin ả đã mất khiến cho Sương Lăng rất buồn. Hôm sau tin Tam tiểu thư đã tới phủ của Dung Hiền, anh cũng rất sốc khi biết sự việc. Còn Đông Dương công chúa thì không hiểu vì sao ả lại chết và ai đã ra tay ám sát. Lúc này Dung Hiền đang suy nghĩ Hướng Vãn gian xảo như vậy, chắc chắn đã nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì để lẩn trốn. Bỗng thuộc hạ tới báo tin đã tìm được Nguyên Tư, cậu nhắc Dự Vương rằng Hướng Vãn đang gặp nguy hiểm, mau cứu nàng ấy. Nguyên Tư đã nói ra sự thật về Hỷ Thước, Dung Hiển nghe vậy nên đã đến Tô phủ hỏi chuyện. Liễu Di nương báo có tin tức của Hướng Vãn rằng nàng đã được Thúy Ngọc đưa ra khỏi phủ. Nhưng lúc đó Hướng Vãn không cho em biết nàng đã đi đâu, Viễn Đại cho rằng Vãn Vãn đã bị Triệu Khánh Nhi bắt đi mất. Lúc này ở Thính Phong Các, biết tin Hỷ Thước đã chết, Hướng Vãn rất lo lắng cho đại tỷ vì cô luôn chiều nàng từ nhỏ đến lớn, không biết có vượt qua được cú sốc này không. Ở Dự phủ, Dung Hiển sai thuộc hạ cho người tới theo dõi tung tích của phủ công chúa và nhất định phải điều tra ra tung tích của Hướng Vãn. Hay tin của Dự Vương nên thuộc hạ đã báo cho Sương Lăng và cho biết Hướng Vãn vẫn sống, còn người chết là thuộc hạ do Đông Dương công chúa cài vào. Lâm Vương rất bất ngờ nhưng lại không thể làm gì được sư tỷ. Sáng hôm sau Viễn Đại vào phủ gặp công chúa cầu xin người hãy tha cho Vãn Vãn. Tuy nhiên nàng lại không có ở chỗ của Triệu Khánh Nhi, cô liền bị công chúa đuổi về. Qua ấm ức nên Viễn Đại đã rút dao ra tấn công. Thuộc hạ đến báo Dung Hiển trong phủ của công chúa phát hiện một thi thể được mang ra là của Viễn Đại. Bên ngoài phủ quân lính cũng dán cáo trạng về vụ việc làm người dân bàn tán. Lúc này Hướng Vãn cũng đã phát hiện đại tỷ đã chết vì mình nên nàng rất căm thù Triệu Khánh Nhi. Trở về Thính Phong Các, Hướng Vãn viết thư nhờ thế tử điều tra hành tung của Yến Thiên Phóng. Ngày hôm sau theo như kế hoạch, Hướng Vãn cố tình để hai tên say rượu bám theo quấy rối. Ngay lúc đó Yến Thiên Phóng xuất hiện đánh cho hai tên đó một trận và bị thương, thấy vậy nàng liền giúp gã băng bó. Sau khi hỏi tên, biết được nàng là Sở Sở, gã đã cho người đi nghe ngóng thông tin. Hôm sau nhân cơ hội Hướng Vãn ra ngoài đi mua đồ, Yến Thiên Phóng cũng tới đó nhưng mục đích thật sự là chỉ muốn gặp nàng. Gã còn cho biết bản thân là người Yến Bắc, không biết nàng có sợ ta không. Hướng Vãn cho rằng quân nhân Yến Bắc đều là người tốt bảo vệ người dân, vì họ trấn thủ biên cảnh nên bọn họ mới có thể sống yên ở kinh thành. Nàng còn khen thế tử Yến Bắc rất là ưu tú. Yến Thiên Phóng nghe được vậy trong lòng cảm thấy rất vui. Hôm sau gã đi gặp thế tử uống rượu và tâm sự bản thân đã thích Sở Sở. Ở Dự Vương phủ, thuộc hạ cho rằng ở phủ công chúa đã lâu không có động tĩnh gì, liệu có phải Tam tiểu thư đã chết rồi. Tư Nguyên dặn hắn không được nói năng lung tung và đã bẩm báo về Sương Lăng sau khi Hỷ Thước mất đã ở yên trong phủ rất ít khi ra ngoài. Hơn nữa tên Yến Thiên Phóng ở kinh thành một thời gian rồi nhưng không có đề nghị hòa ly với Đông Dương công chúa. Dung Hiển biết nếu gã đó mà hòa ly thì thế lực của công chúa sẽ giảm đi một nửa. Tối hôm đó, trong lúc quét sân, biết rằng Yến Thiên Phóng đang quan sát từ xa Hướng Vãn giả vờ bị ngã, gã thấy vậy nên đã nhanh chóng chạy tới đỡ nàng và đưa vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này Yến Thiên Phóng trả lại khăn tay và tỏ tình đã thích Hướng Vãn, nhưng nàng đã kêu gã bỏ tay nếu không sẽ giận, hết cách gã đành làm theo. Còn Hướng Vãn suy nghĩ không biết sẽ diễn vai cừu non này tới bao giờ đây. Yến Thiên Phóng liền xin lỗi do gã quá đột ngột chứ không có ý mạo phạm hay khinh thường Hướng Vãn và giới thiệu tên của bản thân. Đêm đó cả hai ngồi trước thềm ngắm trăng, Yến Thiên Phóng kể rằng Yến Bắc là vùng trời đất rộng lớn nhất, tuy không phồn vinh bằng kinh thành nhưng lại rất tự do. Nói chuyện xong Hướng Vãn hẹn mai gặp lại. Trở về nơi ở, gã đã cạo râu, đằng sau bộ râu quả thật là một gương mặt rất khôi ngô tuấn tú. Sau khi gặp cũng khiến cho Hướng Vãn phải trầm trồ, gã dặn nàng trong thời gian này bận xử lý chút việc nên ở nhà hãy giữ gìn sức khỏe. Sau khi gã rời đi, nàng cũng nhân cơ hội trốn về Thính Phong Các theo kế hoạch. Yến Thiên Phóng lúc này đã đi gặp Dự Vương và Lâm Vương để nói chuyện về vấn đề hòa ly với Đông Dương công chúa, đến khi trở về không thấy Sở Sở đâu. Cho rằng đã bị công chúa phát hiện rồi bắt giữ nên gã đã rất tức giận mà đến phủ để hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên tất cả là kế hoạch của Hướng Vãn nên công chúa cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ả liền nói dối nàng đã bị người của Dung Hiển bắt đi rồi vì anh làm thế là để hai người họ xảy ra mâu thuẫn. Yến Thiên Phóng cũng cảnh cáo công chúa nếu không đem Sở Sở về đây thì gã sẽ giết ả trước, rồi sẽ tìm đến Dung Hiển vì hai người quá đáng nghi. Lúc này Triệu Khánh Nhi đã nghĩ ra kế chi bằng lợi dụng chuyện này không những có thể lật tẩy âm mưu của Triệu Dung Hiển mà còn khiến Yến Thiên Phóng hồi tâm chuyển ý. Nói rồi ả liền kiếm một tên ất ơn nào đó giả làm nhân chứng cho rằng Sở Sở nhìn thấy Sở Sở bị người của Dung Hiển đưa lên xe ngựa rồi bắt đi. Một lát sau Yến Thiên Phóng tay cầm kiếm dẫn theo nhân chứng tới Dự Vương phủ để gặp anh, gã nói rằng sẽ giết Triệu Khánh Nhi. Trong lúc tự tra hỏi, tên đó đã trả lời rằng Sở Sở bị một chiếc xe ngựa đón đi, người đón nàng ấy là một nữ tử ăn mặc lộng lẫy, thân phận không hề tầm thường. Hắn tiết lộ là Triệu Khánh Nhi đã ép phải nói dối là do Dung Hiển làm.
Vì quá tức giận, Yến Thiên Phóng đã liền quay về đòi giết công chúa. Tuy nhiên Dung Hiển đã ngăn lại và có kế hoạch hay hơn. Ở phủ công chúa ngủ mơ bị gã ám sát nên đã tỉnh dậy. Yến Thiên Phóng chạy tới hỏi han rồi cho mời thái y vào khám bệnh. À, cảm thấy gã sau khi từ Dự Vương phủ về có vẻ thay đổi quá khác thường. Ở Thính Phong Các, thế tử cho biết Yến Thiên Phóng dạo này đối xử rất tốt với công chúa nên đã làm ta nghi ngờ, tinh thần thất thường. Ăn nói lung tung cho rằng gã sẽ hạ độc, vì vậy bây giờ bên ngoài đều đồn Triệu Khánh Nhi điên rồi. Hướng Vãn cảm thấy sự việc tiến triển có vẻ nhanh hơn mong đợi, nhưng thế tử cho rằng chuyện này là do Dung Hiển đã làm. Vì anh biết tất cả là do Triệu Khánh Nhi gây ra. Mấy ngày nay ở phủ khiến công chúa đã trở nên bị điên, ra lệnh bẩm báo với mẫu hậu đòi giết Yến Thiên Phóng. Nhưng gã đã nói ngự y về cung bẩm báo hoàng hậu là do âu lo chuyện cả hai sẽ hòa ly nên mới như vậy. Công chúa bất lực liền đòi gặp Lâm Vương. Hôm sau Sương Lăng đến ngỏ ý muốn đón tỷ tỷ nghỉ ngơi vài hôm. Trên đường về phủ công chúa cầu xin Sương Lăng hãy giết Yến Thiên Phóng, nhưng hắn cho rằng tỷ bệnh quá rồi. Lúc này tâm trí của Triệu Khánh Nhi trở nên rối bời nên đã nhảy xuống xe ngựa khiến bị té. Mọi người xung quanh thấy vậy đã bàn tán xì xào. Trong lúc hoảng loạn, Triệu Khánh Nhi đã trông thấy Hướng Vãn làm cho tức điên mà thổ huyết đến chết. Dĩnh Hòa lúc này ở trên lầu đã nhìn thấy nàng. Trở về Thính Phong Các, thế tử nói rằng Yến Thiên Phóng vì không tìm được Hướng Vãn nên trước khi rời đi đã vẽ một bức chân dung của nàng để Dung Hiển tìm kiếm. Hướng Vãn rất bất ngờ nhưng đến khi mở tranh thì lại hết hồn vì cái tên đó vẽ ai xấu quắc nhìn không nhận ra là nàng luôn á. Đêm đến Dĩnh Hòa vì theo dõi nên đã tới Thính Phong Các rồi thổi khí gây mê làm Hướng Vãn ngất đi. Khi tỉnh dậy phát hiện bản thân đang ở trong phủ của Bát Hoàng tử nên nàng rất ngạc nhiên. Để che giấu thân phận, nàng đã đổi tên thành Tiêu Đình. Dĩnh Hòa lúc này chưa biết gì nên tưởng là hai người khác nhau và phái người đến trải chuốt ăn diện cho Hướng Vãn để nàng đi gặp Dự Vương. Tuy nhiên vì để trốn thoát, Hướng Vãn nghĩ cách làm rách y phục rồi nhờ hai nha hoàn đi kiếm đồ mới. Nhân cơ hội không có ai nên nàng đã trốn ra bên ngoài. Nhận ra đây là Dự Vương phủ thì lúc đó có hai nha hoàn khác mang điểm tâm đi qua. Hướng Vãn nhìn sơ qua thì phát hiện trong nấm có độc nên đã hạ gục hai tỷ nữ kia, cứu Dung Hiển được một mạng. Bỗng nhiên một giọng nói trong phòng vọng ra rất giống với đại tỷ đã mất làm cho Hướng Vãn bối rối. Người đó nói rằng hôm nay là sinh thần của Dự Vương nên hãy lặng lẽ mang vật lễ qua đó. Chúng ta cũng nên bày tỏ tấm lòng. Trong khi đang nghe ngóng thì từ đâu một bàn tay đưa lên tóm lấy Hướng Vãn, trở về phòng. Nguyên Tư bẩm báo yến tiệc đã bắt đầu rồi nhưng Dung Hiển thì không quan tâm, chỉ nhớ đến lần sinh thần năm ngoái của anh và Hướng Vãn rất vui vẻ. Nhưng hiện giờ có ăn mừng như nào cũng không thể vui nổi. Nói rồi Dực Vương muốn ra ngoài đi dạo, Dĩ Hoàng chạy tới muốn cho Dự Vương xem món quà mà cậu đã chuẩn bị. Tuy không có tâm trạng nhưng anh vẫn đi theo Bát công tử, tới nơi phát hiện món quà chính là Hướng Vãn khiến Dự Vương rất vui mừng. Dù nàng có thay đổi tên giấu thân phận kỹ như nào thì anh cũng sẽ nhận ra. Rồi đột nhiên Hướng Vãn chạy đến ôm Dung Hiển và chúc mừng sinh thần, kết thúc câu chuyện trở về thực tại. Khi mở mắt ra phát hiện bản thân đã trở lại làm Tiêu Đình, còn anh Dương thì đang ở bên cạnh gọi nàng thức dậy. Bờ la bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.